Laudetur Jesus Christus, chương trình Thế giới nhìn từ Vatican. Xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lan Vy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Thật là bi thương, giáo dân ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết với công an Trung Quốc. Trong một hoàn cảnh quá bi thương, giữa các vòng vây của công an Trung Quốc, anh chị em giáo dân đã ôm tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh, sống chết không để cho công an Trung Quốc phá các bức tượng này. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong đoạn video này do tạp chí American của các cha dòng tên tại Hoa Kỳ đến tận nơi quay được, các linh mục dòng tên Hoa Kỳ đã rất ngạc nhiên khi đến thăm một vùng ở tỉnh Hà Bắc, nơi toàn tòng Công giáo. Dân số Công giáo trong vùng lên đến 1.5 triệu tín hữu. Đó cũng là nơi đang diễn ra các cuộc bắt hại thẳng tay của công an Trung Quốc. Thật vậy, trong hai ngày 6 và 7 tháng 5 vừa qua, bọn cầm quyền Trung Quốc đã loại bỏ thánh giá tại một số nhà thờ thuộc giáo phận Hàm Đan. Theo thông tấn xã Yukan News, ít nhất 24 nhà thờ thuộc giáo phận Hàm Đan có trong danh sách bị triệt hạ thánh giá. Công an Trung Quốc dán nhiều thông báo trước các nhà thờ trong giáo phận Hàm Đan nói rằng trẻ vị thành niên cấm vào và người cộng sản không được tin vào tôn giáo. Hôm 13 tháng 5, anh chị em giáo dân đã hốt hoảng chạy đến đền Thánh Đức Mẹ ở làng Thẩm Diệp Lương thuộc giáo phận Tây Loan Tự khi hay tin công an Trung Quốc muốn phá các bức tượng bên ngoài và bên trong đền thánh này. Đền thờ này nổi tiếng với bức tượng Chúa Giêsu là một tự nhân lành. Ngoài ra còn có nhiều pho tượng Đức Mẹ và các thánh. Cán bộ Cộng sản Trung Quốc cho rằng những bức tượng này nhìn có vẻ Tây quá, không có đặc điểm Trung Hoa, nên chúng muốn phá đi. Đặc biệt, chúng muốn phá các bức tượng của Đức cha Giuse Maso Muli, thừa sai dòng Lazzaro, là giám mục tiên khởi của Tây Loan Tự, và tượng của cha Matthew Thạch, là linh mục Trung Hoa đầu tiên của giáo phận Tây Loan Tự. Công an Trung Quốc đã rút lui trước sự can đảm của anh chị em giáo dân. Tuy nhiên, khoảng 20 người công giáo vẫn đang túc trực ngày đêm để bảo vệ ngôi đền trên sườn đồi này, bất kể những lời dọa nạt của cán bộ địa phương. Một người công giáo địa phương nói với Yukan News rằng các bức tượng đã được linh mục giáo xứ lắp đặt hơn 10 năm trước, thu hút nhiều người đến hành hương, đặc biệt trong mùa chay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quý và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.